Khán giả Nguyễn Văn Hào có số điện thoại là 0968, 3 số cuối là 815 ở Ứng Hòa, Hà Nội. Khán giả có gửi câu hỏi về chương trình với nội dung như sau. Ngan thương phẩm được 45 ngày tuổi, 7 ngày nay có hiện tượng đi ngoài phân trắng lỏng và phân vàng nhớt, phù đầu, rụng lông và ngạt thở. Mổ ra khám thấy có đọng máu ở cuống tim, gan sưng to. Đã dùng nhiều loại thuốc nhưng không thấy hiệu quả. Xin hỏi chuyên gia nguyên nhân và cách khắc phục của hiện tượng này. Vâng, với hiện tượng trên thì theo chúng tôi là ngan của nhà anh bị mắc bệnh E.coli và có ghép với thương hàn. Để khắc phục hiện tượng trên thì anh cần tiến hành các cái bước sau đây. Bước thứ nhất là cũng cải thiện lại cái môi trường chăn nuôi, tức là chuồng nuôi và khu vực chăn nuôi cần phải thường xuyên sạch sẽ khô ráo, và đặc biệt là phải dùng thuốc sát trùng để tẩy uế chuồng nuôi và tẩy uế môi trường chăn nuôi. Và nếu là khu vực nước để chăn thả thì anh cũng phải là sát trùng cái khu vực nước chăn thả đối với đàn ngan cứ 1 tuần 2 lần và liên tục 2 tuần liền. Thì đấy là cái bước thứ nhất. Bước thứ hai là anh dùng một số cái loại thuốc hay nói là cái phác đồ điều trị như sau. Cho toàn bộ đàn ngan uống nước tỏi, cứ 100g tỏi giã nhỏ pha với 10 lít nước, gạn lấy nước trong và cho ngan uống tự do, còn bã tỏi trộn vào khẩu phần ăn hàng ngày cho ngan ăn theo cái thức ăn hàng ngày. Đồng thời là anh dùng một trong các cái loại thuốc mà phối hợp mà chúng tôi nêu như trên, ví dụ dùng amoxicol hoặc là anrosin hoặc là bisepton hoặc là enflox. Một trong 4 loại thuốc trên anh phối hợp với những chế phẩm mà có sulfamonometoxin, ví dụ như là su 99 hoặc là císun. Các loại thuốc này phối hợp với nhau và cho ngan ăn hoặc là uống, nếu mà pha với nước uống, liên tục 5 đến 7 ngày. Đồng thời anh dùng điện giải glucosake kết hợp với super vita, tức là vitamin tổng hợp và vitamin A, D, E hòa với nước cho ngan uống liên tục 10 đến 15 ngày. Với phác đồ trên thì sẽ khắc phục được cái hiện tượng trên đàn ngan như anh mô tả.